Mỗi năm vào sau Tết Nguyên Đán, cái phong trào thả diều lại rộ lên. Nếu có dịp dạo quanh những cánh đồng lúa vừa mới thu hoạch hoặc những khoảng đất trống, không khó bắt gặp những nhóm người tập trung thả diều với cái không khí ngập tràn niềm vui. Những hình ảnh đó làm ký ức của tuổi thơ tôi lại có dịp ùa về. Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với diều, với những tháng ngày rong ruổi trên những cánh đồng, khác với những cánh diều lung linh sắc màu bằng chất liệu ni lông hiện đại như bây giờ. Diều của trẻ quê ngày xưa rất mộc mạc, giản đơn, được làm từ những thanh tre hoặc vài tờ giấy cũ. Chỉ thế thôi, nhưng đủ no nê với những tiếng cười trong vắt, thả những ước mơ bay cùng với những cánh diều no gió. Sau những buổi tan trường dưới cái nắng chiều vàng gió lộng, lũ trẻ chúng tôi gói lên rạ nằm, ngước nhìn bầu trời trong vắt bao la mà thả hồn theo những cánh diều uốn lượn trên bầu trời. Mùi thơm rạ quyện với mùi khói đốt đồng đậm đà hương vị quê hương. Đám trẻ con quê tôi nô đùa chạy dọc triền đê, nhảy chân sáo qua những cánh đồng khô ruộng cạn sau những mùa gặt hái. Sung sướng hơn khi nhìn những con diều bay từ từ lên nền trời cao xanh thẳm mà lòng vui bất tận. Nếu cánh diều được nói với gió bằng sợi dây thì trẻ con chúng tôi nói với bầu trời bằng những cánh diều chở ước mơ cổ tích. Có đứa ước mơ sau này làm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, có đứa lại mơ ước làm phi công để tự do bay lượn trên nền trời cao như những cánh diều kia. Thời gian trôi qua thật nhanh, lũ trẻ chúng tôi bây giờ mỗi đứa một nơi, miền ký ức ngày xưa cũng dần phai mờ trong dòng đời xuôi ngược. Nhưng hễ mỗi lần bắt gặp hình ảnh cánh diều chắp chới trên nền trời cao lộng gió, ký ức tuổi thơ tôi lại tràn về, tươi mới và thật tinh khôi. Chính quê hương đã nuôi tôi lớn nên người, đã mang cho tôi biết bao nhiêu ký ức đẹp của một thời niên thiếu với những suy nghĩ vu vơ. Tuổi thơ thật hồn nhiên khi được thả những cánh diều bay lên cao giữa bầu trời và chứa đựng nhiều khát vọng. Lúc còn ấu thơ, tôi vẫn nhớ mãi những lúc cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, khi những cánh diều bay cao vút lên bầu trời bao la. Con nít bọn tôi ngày ấy với câu nói thật hồn nhiên vang cả đất trời: "Diều ơi, diều bay cao lên nữa đi." Một câu nói thật hồn nhiên mà không một chút suy nghĩ đã giúp cho các bạn tôi không biết mệt nhọc mà cứ hăng say thỏa niềm đam mê của mình. Tuổi thơ hồn nhiên đã nuôi tôi lớn lên bằng những dòng ký ức đẹp của một thời trẻ con vụng dại. Các bạn à, cuộc sống có thay đổi như thế nào đi nữa, cũng hãy trân trọng những hình ảnh đẹp của một thời con nít nhé. Những hình ảnh ấy tuy nhỏ bé nhưng nó lại tạo cho mỗi người của chúng ta có thêm động lực vững chắc và niềm tin trong cuộc sống để bước chân trên mọi miền của Tổ quốc. Tuy là trò chơi dân gian có từ bao đời nay, nhưng thả diều luôn là một thú vui tao nhã. Nó luôn thu hút giới trẻ, không chỉ ở nông thôn mà còn cả ở thành thị. Trong cái khuôn khổ của đô thị chật hẹp, những cánh diều chở nhiều mơ ước, chở những nụ cười vẫn theo gió tung bay giữa bầu trời cao rộng. Thả diều là một thú vui tao nhã, tuy nhiên để niềm vui được trọn vẹn thì người chơi còn phải nâng cao ý thức, cần phải chọn cho mình những nơi có không gian đủ rộng, không thả diều nơi có lưới điện và tuyệt đối phải đảm bảo an toàn trong lúc chơi. Những suy tư vừa rồi về những cánh diều tuổi thơ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.